Về già ở bên người này là an toàn nhất. Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi kênh Sách Nói Minh Triết. Quý vị thân mến, bước vào tuổi 67 đến 70 trở đi, tốc độ lão hóa của cơ thể sẽ tăng nhanh. Quý vị sẽ cảm thấy mọi mặt của cuộc sống đều đang thay đổi. Đồng thời, ở tuổi này, hầu hết mọi người đều bước vào giai đoạn nghỉ hưu, không còn thu nhập cố định. Nếu không lập kế hoạch tốt cho cuộc sống tuổi già, quý vị có thể sẽ gặp phải đủ loại vấn đề đau đầu, nào là sống bằng gì, dựa con hay dựa cháu, tiền ở đâu ra, vân vân. Vậy nên, việc chuẩn bị cho mình đường lui là rất quan trọng. Về già, quý vị cần nắm chắc 3 đường lui sau đây. Thứ nhất, đường lui để đối phó với rủi ro, một số tiền tiết kiệm nhất định. Tôi năm nay 70 tuổi, sống một mình trong căn nhà nhỏ. Trước kia, hai vợ chồng tôi làm việc trong một doanh nghiệp nhà nước và có cuộc sống ổn định. Chúng tôi phải thực hiện kế hoạch hóa gia đình nên cuối cùng chỉ sinh một con. Cũng chính vì vậy mà đối với chúng tôi, con trai chính là báu vật. Từ khi con trai tôi còn nhỏ, nó đã được sống trong một môi trường hạnh phúc. Chúng tôi dồn mọi tình cảm, hy vọng cho con trai duy nhất. Từ nhỏ tới lớn, con trai tôi đều được học hành cẩn thận, sống không thiếu thứ gì. Tôi luôn chiều chuộng và yêu thương con trai vô điều kiện. Tới tận khi con tốt nghiệp đại học, đối với tôi, nó vẫn chỉ là một cậu bé. Lúc con trai có công việc ổn định, chồng tôi qua đời vì bạo bệnh. Thời gian ấy, bản thân tôi vô cùng suy sụp, buồn rầu. Tuy nhiên, tôi suy nghĩ cho tương lai của con nên tự vực dậy tinh thần, dặn lòng không được ngã quỵ. Thời gian trôi đi, con trai tôi bận công việc ở thành phố lớn nên rất ít khi về thăm nhà. Mỗi tuần, tôi đều chủ động gọi cho con để hỏi chuyện công việc, cuộc sống. Tuy nhiên, nếu tôi không chủ động liên lạc, con trai cũng gần như không gọi hỏi thăm tôi. Ở tuổi 27, con quyết định lập gia đình. Dĩ nhiên, số tiền nhà trai cần chuẩn bị để tổ chức tiệc cưới không hề nhỏ. Lúc này, con tôi mới ổn định công việc được mấy năm nên cũng không có đủ tiền tổ chức lễ cưới. Vì thương con cái, tôi đành rút số tiền tiết kiệm trong ngân hàng ra để lo công việc cho con. Sau đám cưới, con trai và con dâu tôi vẫn ở nhà thuê. Tuy nhiên, sau khi con dâu sinh nở, con trai tôi mong muốn sớm mua được nhà trên thành phố để ổn định cuộc sống. Dù con trai đặt mục tiêu mua nhà, nhưng trong tài khoản tiết kiệm của nó chỉ vỏn vẹn 230 triệu đồng mà thôi. Con trai tôi quyết định sẽ mua nhà trả góp, nhưng số tiền có trong tài khoản vẫn quá ít ỏi. Lúc này, tôi nghĩ rằng mình cũng đã già, không cần tiền làm gì nhiều cả. Tôi nên giúp đỡ các con sớm có được nhà mới yên bề gia thất thì hơn. Nghĩ vậy, tôi rút nốt số tiền còn lại trong tài khoản tiết kiệm và đưa cho con trai khoảng 1,1 tỷ đồng. Sau khi mua được nhà, con trai tôi chăm chỉ hơn rất nhiều. Mỗi tháng, các con đều phải tự trả nốt số tiền còn nợ mua nhà nên tôi cảm thấy yên lòng. Tuy nhiên, khoảng một năm sau, các con trở về quê thăm tôi và kể rằng cuộc sống rất khó khăn, không đủ tiền nuôi con. Nghe vậy, tôi đành trích một khoản lương hưu hàng tháng gửi hỗ trợ con. Lúc đó, hàng tháng tôi nhận 10 triệu đồng tiền lương, tôi gửi cho con 8 triệu, chỉ giữ lại 2 triệu để chi tiêu hàng tháng. Cuộc sống của tôi vẫn yên ổn cho tới ngày sức khỏe tôi suy yếu và ngã bệnh. Trong vòng một tháng, tôi ngã 2 lần và bị chấn thương cột sống. Bác sĩ chuẩn đoán rằng tôi phải phẫu thuật gấp mới có thể đi lại được, nếu không có khả năng bị liệt. Lúc này, tôi gọi ngay cho con trai, nhưng con lại nói rằng không có tiền vì tháng nào cũng phải trả nợ. Thậm chí, con còn không thể vay tiền người khác vì mối quan hệ hạn hẹp. Lúc này, tôi thật sự hối hận vì trước kia đã tiêu tiền không kiểm soát. Tôi đã lo lắng cho các con từng ly từng tí, trong khi bản thân cũng cần tiền dưỡng già, chữa bệnh. May mắn thay, cuối cùng tôi cũng tự tìm ra lối thoát cho bản thân mình. Trước khi chồng qua đời, ông ấy đã để lại một khoản tiền nho nhỏ để phòng khi hai vợ chồng gặp bất chắc. Từ trước tới nay, tôi chưa từng nghĩ sẽ sử dụng số tiền này vì đó là thứ đáng giá chồng để lại. Thế nhưng giờ đây, tôi phải sử dụng số tiền ấy để tự cứu mình. Sau khi ngã bệnh, tôi cũng đã hiểu ra nhiều điều. Khi chúng ta già đi, ta cần tự dựa vào mình hơn là chờ người khác giúp đỡ. Ai cũng nên có một khoản tiền tiết kiệm để đề phòng trường hợp xấu nhất xảy ra. Trước khi chúng ta muốn yêu thương người khác, cần phải yêu thương chính bản thân mình. Quý vị thân mến, trong túi dư giả, mọi sự đều bình tĩnh. Câu này không chỉ đúng trong trường hợp đối mặt khó khăn hay sự cố bất ngờ mà còn bao gồm cả khi con người đến tuổi già. Nhất là hiện nay, thế hệ người trẻ đang phải chịu áp lực lớn trong cuộc sống,
phải bươn chải để nuôi sống bản thân, đôi khi khó có khả năng phụng dưỡng cha mẹ già ở quê nhà. Vậy thì, đối mặt với tình huống này, sự chuẩn bị duy nhất mà người già có thể làm chính là một khoản tiền dư giả trong tay. Suy cho cùng, chỉ khi ổn định về tài chính, người ta mới có thể bình tâm để đối phó với mọi rủi ro có thể gặp phải trong cuộc sống. Không ai lường trước mọi chuyện trong tương lai. Nếu con cái không phụng dưỡng, cơ thể đổ bệnh, chi phí y tế đắt đỏ, chuyện gì sẽ xảy ra nếu không có tiền? Vì vậy, tại giai đoạn quan trọng này, sự chuẩn bị về tài chính là đường lui quan trọng nhất, tuyệt đối không thể bỏ qua. Dù chi tiêu cho bất cứ việc gì, người già cũng không nên dồn hết trứng vào một giỏ. Hãy luôn duy trì một khoản tiết kiệm dự phòng để lo cho tương lai tuổi già sau này, quý vị nhé. Đường lui thứ hai, đường lui để không làm phiền người khác, thân thể khỏe mạnh. Tôi tên Hương, năm nay 68 tuổi. Chồng tôi hơn tôi 4 tuổi. Vì hiếm muộn nên chúng tôi mãi mới có một cậu con trai khi đã khá lớn tuổi. Cũng bởi vậy nên bao nhiêu yêu thương chúng tôi đều dành hết cho con. Lúc nào cũng cố gắng đầu tư cho con những điều tốt nhất. Thậm chí, ngay cả khi con trai lập gia đình, chúng tôi càng lo lắng, quan tâm con nhiều hơn. Vợ chồng tôi chạy đôn chạy đáo lo liệu tiền tổ chức đám cưới, mua nhà và xe cho hai con. Mấy năm trước, vợ chồng tôi về hưu, lương hưu của cả hai cộng lại cũng được hơn 23 triệu đồng. Vì cuộc sống cũng khá đầy đủ, tuổi già không cần chi tiêu quá nhiều, chúng tôi quyết định cho con trai 17 triệu đồng một tháng để hỗ trợ con trai giảm bớt gánh nặng về tài chính, bởi hai đứa cháu tôi cũng đang tuổi ăn tuổi học, cần phải đầu tư rất nhiều. Không chỉ hỗ trợ về tiền bạc, chúng tôi còn phụ giúp đôi vợ chồng trẻ trông cháu. Sáng nào tôi cũng đến nhà con trai chơi với các cháu, chiều tối lại chuẩn bị cơm nước cho các con rồi mới về nhà. Cuộc sống như vậy cứ lặp đi lặp lại trong nhiều năm, cho đến khi các cháu của tôi lên trung học, sức khỏe của tôi không còn như trước nữa mới không còn thường xuyên ghé nhà con trai phụ giúp. Dẫu vậy, chuyện gửi tiền mỗi tháng vẫn được vợ chồng tôi duy trì đều đặn. Biết được chuyện đó, mấy người bạn già của tôi đã nhiều lần thuyết phục tôi nên ngừng chuyện chu cấp cho con. Họ khuyên vợ chồng tôi nên giữ lại tiền để dưỡng già bởi tuổi đã cao sẽ có lúc cần đến tiền bạc như ốm đau bệnh tật. Nếu bọn trẻ thực sự khó khăn, bố mẹ có thể giúp. Nhưng việc gửi tiền hàng tháng là không cần thiết, thậm chí còn khiến con cháu hình thành lối sống phụ thuộc. Nghĩ kỹ, tôi thấy những lời họ nói cũng có lý. Tuy nhiên, vì tin tưởng con trai và con dâu nên tôi không quá để tâm đến những lời khuyên đó. Vợ chồng tôi dù mỗi tháng đều gửi quý tử tiền nhưng vẫn có một khoản tiết kiệm và đủ tiền chi tiêu hàng tháng. Hơn nữa, con cháu cũng rất hiếu thảo nên tôi cũng vô cùng yên tâm, tin tưởng rằng mình đã hết lòng với các con như vậy. Đến lúc cần cũng sẽ được con cháu tận tình chăm lo. Thế nhưng sau khi bị ốm và phải nhập viện, tôi nhận ra rằng mọi điều bạn bè nhắc nhở đều có lý. 3 tháng trước, tôi vừa đi bộ về đến nhà, tôi choáng váng và bị ngất ngay lập tức. May mắn là chồng tôi phát hiện kịp thời nên đã nhanh chóng đưa tôi đến bệnh viện. Bác sĩ nói tôi bị xuất huyết não, phải nằm viện một thời gian để theo dõi và kiểm tra phòng trường hợp có nguy cơ đột quỵ. Khi tôi đang phẫu thuật, chồng tôi có liên lạc với con trai và con dâu, nhưng lúc đó điện thoại không kết nối được. Sau khi tôi tỉnh dậy, chồng tôi tiếp tục liên lạc với các con để báo tin, hy vọng trong lúc mẹ nằm viện các con có thể phụ giúp chăm sóc phần nào. Vì dù sao chồng tôi cũng già cả rồi, nhiều cái không được nhanh nhạy. Lần này con trai tôi cuối cùng cũng nghe máy. Thế nhưng những điều chồng tôi nghe thấy chỉ là sự trách móc. Sao bố gọi con suốt thế? Gần đây công ty có một dự án rất quan trọng. Con còn đang tăng ca ở công ty, khi nào rảnh con sẽ gọi lại cho bố sau nhé. Thấy con trai định cúp máy, chồng tôi liền vội vàng thông báo, mẹ con ngất ở nhà, vừa mới mổ xong. Vợ chồng con mau thu xếp tới viện thăm mẹ đi, rồi biết đâu cần gì bố còn nhờ được chứ. Dạo này chân tay bố cũng yếu lắm. Nghe vậy, con trai có chút áy náy và hỏi thăm tôi, bảo chồng đưa điện thoại lại gần. Tôi nói, con à, mẹ không sao đâu. Bây giờ bố con đang chăm sóc mẹ, con đừng lo. Khi nào rảnh thì qua thăm mẹ nhé. Nói chuyện một lúc thì chúng tôi cúp máy. Kể từ ngày đó, tôi đã chờ đợi con cháu đến thăm nhưng thời gian trôi qua gần một tuần, con trai vẫn không xuất hiện. Tôi cũng bảo chồng liên lạc với con nhưng luôn nhận về câu trả lời là dự án đang trong giai đoạn gấp rút, ngày nào cũng phải tăng ca, thực sự không có thời gian ghé thăm. Con dâu tôi cũng vô cùng bận rộn. Vào thăm tôi 2 lần thì đều đến ngồi một lúc là về ngay. Lúc ở viện,
Tôi loay hoay muốn đi vệ sinh, chồng tôi thì chạy ra ngoài gặp bác sĩ, có mình tôi và con dâu. Tôi nhờ con đỡ để đi thì con khó chịu ra mặt, bảo tôi phiền. Biết các con bận rộn công việc, nhưng vợ chồng tôi thực sự không hiểu nổi tại sao mẹ ruột bị bệnh, phải nằm viện mà các con lại không dành ra chút thời gian để thăm nom. Trong khi đó, đứa cháu trai của tôi làm việc ở thành phố bên cạnh, công việc cũng bận rộn nhưng khi biết tôi phải nhập viện, nó đã xin nghỉ một hôm để đến chăm sóc tôi. Không những thế, nó còn phụ vợ chồng tôi vài triệu để trả tiền viện phí. Sau khi anh trai tôi qua đời, vợ chồng tôi đã đón đứa cháu này về nhà nuôi trong 2 năm. Có lẽ vì ghi nhớ ân nghĩa này, nên hễ gia đình tôi có việc cần giúp, nó luôn có mặt để hỗ trợ, khiến tôi rất trân trọng. Trong khi đó, người con trai duy nhất được vợ chồng tôi hết mực yêu thương, lo lắng chu toàn cho mọi thứ, những lúc bố mẹ cần thì lại chẳng thấy đâu. Điều này khiến tôi vô cùng thất vọng. Phải chăng vì chúng tôi quá nuông chiều, không để con phải lo lắng bất cứ điều gì, nên mới khiến nó sống thờ ơ, vô tâm như vậy. Mãi sau khi tôi xuất viện, vợ chồng con trai mới tới nhà thăm tôi. Sau đó, các con còn đến vài lần nữa nhưng cũng không nán lại lâu. Dù cơ thể tôi lúc đó vẫn chưa khỏe, nhưng dường như các con cũng chẳng thèm quan tâm. Lúc này, mọi sự tin tưởng, yêu thương của vợ chồng tôi dành cho con dường như đã bị bào mòn. Chúng tôi bàn bạc với nhau sẽ ngừng khoản phụ cấp mỗi tháng cho con, mà dành số tiền đó để lo liệu cho bản thân. Vất vả quá thì thuê người về chăm sóc. Dẫu sao, vợ chồng tôi cũng đã chăm lo cho con gần hết đời người, quãng thời gian còn lại chúng tôi phải tự lo cho mình thôi. Cứ thế, nhiều tháng sau đó, chúng tôi không còn liên lạc hay gửi tiền cho con trai nữa. Vợ chồng tôi cũng lên kế hoạch đi du lịch để hưởng thụ cuộc sống. Không còn nhận được tiền, con trai và con dâu lại đến thăm chúng tôi và nói những lời mật ngọt để lấy lòng bố mẹ. Hôm đó còn có mặt nhiều bạn bè của tôi tới chơi. Trong lúc trò chuyện, con trai tôi lân la hỏi về khoản lương hưu. Mẹ ơi, hôm nay đã là ngày 16 rồi, mấy tháng nay sao con không thấy bố mẹ gửi tiền? Nghe những lời quý tử nói mà tôi vô cùng tức giận, nhưng nhớ lời bác sĩ dặn, cần phải kiềm chế cảm xúc, nếu không sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe, nên tôi cũng nguôi dần. Chồng tôi thông báo cho con trai rằng từ nay sẽ không gửi tiền cho nữa, thì nó hốt hoảng nói, bố, ý bố là sao? Bố mẹ đều biết lương vợ chồng chúng con không cao, hai đứa nhỏ thì đang tuổi ăn tuổi lớn, không có tiền của bố mẹ phụ giúp, gia đình con làm sao sống nổi? Tôi ôn tồn nói, các con đã gần 40 tuổi rồi, còn không có tiền nuôi gia đình nhỏ của chính mình sao? Bố mẹ chu cấp cho hai đứa nhiều như vậy cũng đủ rồi. Bây giờ, hai vợ chồng tự bàn bạc lo liệu với nhau đi. Bây giờ, bố mẹ già rồi, ốm đau, còn kia không chăm lo được, không dám phiền các con, nên giờ phải tự chăm sóc lẫn nhau thôi. Nghe tôi nói xong, đứng trước nhiều bạn bè của tôi, con trai và con dâu vô cùng ngượng ngùng và xấu hổ nên không còn nói thêm được gì nữa. Nhưng cũng từ hôm đó, con trai và con dâu tuần nào cũng đến thăm vợ chồng tôi, điều trước đây chưa từng có. Có lẽ, hai đứa đã biết lỗi của mình nên muốn sửa sai hoặc đến thăm chúng tôi vì muốn xin phụ cấp. Dẫu vậy, dù vì lý do nào, vợ chồng tôi cũng kiên quyết không thay đổi ý định. Chúng tôi muốn dạy cho con của mình một bài học, cũng là dạy cho mình một bài học lớn. Về già, nhất định phải có tiền, không thì phải có một thân thể khỏe mạnh, nếu không sẽ trở thành gánh nặng cho các con, khi ấy lực bất tòng tâm. Quý vị ạ, dù có nhiều cách để tận hưởng cuộc sống sau khi nghỉ hưu, nhưng xét cho cùng, nếu quý vị muốn làm bất cứ điều gì, điều kiện tiên quyết là quý vị cần một cơ thể khỏe mạnh. Có câu nói rằng, nếu cuộc sống của một người có một tấm dép đầy những con số 0, thì sức khỏe là số 1 đầu tiên đặt trước vô số số 0 trên tấm dép. Nếu không có số 1 đầu tiên, dãy số phía sau dài đến đâu cũng vô giá trị. Có thể thấy sức khỏe quan trọng như thế nào đối với một người, đặc biệt là khi bước vào độ tuổi già. Có sức khỏe tốt, chúng ta có thể bớt chịu nỗi đau bệnh tật, tận hưởng hạnh phúc gia đình nhiều hơn. Mặt khác, quý vị không cần làm phiền, gây rắc rối cho người xung quanh. Nhiều người có thể muốn nuôi con dưỡng già, mong những lúc ốm đau bệnh tật sẽ có con cháu ở bên giường để quan tâm chăm sóc. Nhưng trên thực tế, thế hệ sau phải chịu rất nhiều áp lực công việc, thậm chí không có thời gian lo cho chính bản thân. Như vậy, con cháu càng khó có thể suốt ngày chăm sóc cha mẹ già. Bản thân cha mẹ cũng không muốn rơi vào tình trạng mất khả năng tự sinh hoạt hàng ngày, phụ thuộc hết vào người khác. Muốn sở hữu đường lui này, tốt hơn hết là quý vị nên tập thể dục đều đặn,
giữ cơ thể ở mức khỏe mạnh, có chế độ ăn uống lành mạnh và cân bằng dinh dưỡng. Có như vậy, quý vị mới có thể thực sự nhận ra vẻ đẹp của tuổi già. Thứ ba, đường lui để có một bến đỗ tinh thần, bạn đời cảm thông. Trong tiết trời oi bức của thành phố Hồ Chí Minh, trên đường Tô Hiến Thành, ông Hồ Văn Điệp, 70 tuổi, đang nhanh tay chặt từng quả dừa chuẩn bị những ly nước mát lạnh khi có khách hỏi mua. Trong bộ quần áo cũ bạc màu theo thời gian, người đàn ông tất bật với công việc thường ngày. Ông có làn da rám nắng, mái tóc bạc phơ, bôn ba cả đời vì gánh nặng trên vai, nuôi con trưởng thành, thuốc men cho vợ khi về già. Trước đây, ông chạy xe ôm và xe xích lô ở khu vực đường Cống Quỳnh, quận 1. Thời điểm đó, vợ ông, bà Trần Thị Phước Thắm, 67 tuổi còn khỏe, thường đi phụ việc nhà. Năm 2011, bà bị tai biến nhẹ, đi lại khó khăn nên phải nghỉ việc ở nhà. Từ đó đến nay, bà còn mắc thêm bệnh suyễn, đau khớp nên chỉ ở nhà phụ ông cơm nước. Vợ chồng ông có 4 người con, 3 trai, 1 gái, đều đã có gia đình riêng nhưng cuộc sống cũng khó khăn, công việc bấp bênh. Con cái cũng nghĩ cho cha mẹ, nhưng lý do để đến giờ tôi vẫn phải đi bán là tụi nó không có tiền. Mấy đứa lo được cho vợ con là tôi mừng rồi. Tôi bán buôn cũng qua ngày được, có thuốc men. Những lúc đứng bán mệt quá, tôi đem theo ống hít phế quản cho dễ thở. Giờ lớn tuổi rồi sinh bệnh, chứ hồi nhỏ giờ tôi không có bệnh gì, khỏe re, ông Năm nói. Gia đình ông cùng người em vợ tạm trú trong căn nhà nhỏ ở đường Tôn Thất Thuyết, quận 4. Vợ chồng ông ở gác trên, phòng hẹp nên phải dọn dẹp để vừa có chỗ ngủ, vừa có chỗ nấu ăn. Mỗi ngày, ông bán được vài trăm ngàn, dành dụm trả 2,5 triệu tiền trọ mỗi tháng cùng chi phí sinh hoạt. Tôi cũng lực bất tòng tâm, khi sức khỏe bà ấy yếu hơn trước, chỉ biết đi làm lo được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Mới đầu tôi cũng sợ lắm, nhưng dần dần thích nghi với hoàn cảnh rồi cũng qua. Bản thân có chịu được hay không là do mình. Tôi đi bán cả ngày ngoài nắng mệt nhưng lâu cũng quen. Bôn ba cả đời còn chịu được, ông cười vui vẻ. Đầu tắt mặt tối nhưng mỗi khi về nhà, ông Năm đều vui vẻ với vợ. Niềm vui tuổi xế chiều của ông là hàng ngày đi bán dừa. Trở về nhà, vợ chồng già nói chuyện với nhau. Với ông, hạnh phúc là về già còn cả vợ lẫn chồng. Các con mỗi lần rảnh đều chạy về hỏi thăm cha mẹ, mỗi khi có dư cũng cho vài 300 ngàn. Mỗi người sinh ra đều có số mệnh hết, còn chuyện vợ chồng, ông bà ta chưa từng nói. Có duyên thì phải có nợ, nếu không có nợ cũng không ở với nhau được tới già. Tôi và vợ có duyên và có nợ luôn. Giờ bà ấy ở nhà lo công việc nhà, còn tôi lo chuyện kiếm tiền. Vì vậy, cứ suy nghĩ sao cho lạc quan, đụng chuyện khó khăn mà mình nghĩ tới tiêu cực là không ngóc dậy nổi. Té thì phải tự đứng lên thì mới sống được, ông bộc bạch. Người chồng hiểu rằng khi về già, sức khỏe yếu là điều không ai muốn. Quan trọng là phải thấu hiểu, chăm sóc nhau để con cái nhìn vào làm gương cho cuộc sống phía trước. Nhiều khi người ta chạy xe đụng tôi, gãy cả biển số xe, còn mắng ông già chạy ẩu. Nhưng tôi chỉ biết cười, làm biếng trả lời. Về nhà, chuyện gì vui tôi kể cho con cháu, còn những chuyện buồn xích mích không bao giờ tôi kể, ông tâm sự. Người vợ nói rằng, thấy chồng đi bán vất vả, bà thường lo cơm nước tươm tất, động viên ông mỗi ngày. Bà cũng lo ông đi bán ngoài đường nắng mưa sẽ dễ bị đổ bệnh. Với bà, ông là chồng gương mẫu, không nhậu nhẹt, suốt cuộc đời chỉ biết lo cho gia đình. Vợ chồng ở với nhau mấy chục năm, cả hai tự lo cho nhau, không dám trông chờ vào ai. Tôi mong ông bán được đắt hàng để cuộc sống có chút tiền, vợ chồng có sức khỏe là vui rồi. Tôi mong nhiều thứ lắm nhưng khả năng không có nên cũng không dám mơ ước cao xa. Bà Thắm bày tỏ, thưa quý vị, cuộc đời này chúng ta sẽ gặp gỡ và quen biết rất nhiều người. Nhưng có người cứ đi rồi đến lúc cũng rời xa chúng ta. Có người cứ nói rồi cũng đến lúc tình cảm nhạt dần. Còn có những người quen biết lâu rồi cũng dần thay đổi. Người chỉ đi cùng chúng ta một đoạn đường có rất nhiều, nhưng người có thể đi cùng chúng ta cả cuộc đời lại chẳng có được mấy ai. Cuộc đời này, người bên chúng ta lâu nhất không phải là bố mẹ và con cái, cũng không phải là anh em hay bạn bè, càng không phải đồng nghiệp hay người yêu, mà là nửa kia, là người bạn đời của bạn. Đó mới là người sẽ chung sống bên chúng ta suốt đời. Bạn bè dù có chân thành cũng không thể bên chúng ta mãi mãi. Bố mẹ dù có tốt cũng không thể luôn ở bên bảo vệ chúng ta. Con cái có thân thiết cũng không thể sống mãi bên cạnh chúng ta. Anh em dù có là máu mủ thân thiết cũng không thể ở bên chúng ta mỗi ngày. Chỉ có vợ chồng,
người mà ta vẫn gọi là bạn đời mới có thể chung sống bên chúng ta sớm chiều. Bố mẹ đã đưa chúng ta đến với thế giới này, hết lòng yêu thương chúng ta mà không cần báo đáp. Nhưng rồi sẽ đến một ngày, họ sẽ già đi, bệnh tật ốm yếu, sau cùng rồi sẽ rời xa, không thể tiếp tục ở bên chúng ta nữa. Chúng ta mang con cái đến với thế giới này, chúng ta vẫn luôn cố gắng chăm sóc thật tốt cho chúng. Nhưng rồi chúng sẽ dần trưởng thành, kết hôn, sinh con, có gia đình của riêng mình nên cũng sẽ không thể ở bên chúng ta mãi được. Anh chị em là những người thân thiết với chúng ta nhất, là người chảy chung một dòng máu với chúng ta, chăm sóc lẫn nhau, cùng nhau lớn lên. Nhưng rồi họ cũng sẽ lần lượt lập gia đình, khi ấy chỉ có thể thi thoảng đến thăm hỏi lẫn nhau chứ không thể luôn ở bên chúng ta như ngày còn bé nữa. Bạn bè là những người mà ta tình cờ gặp gỡ rồi ở bên cùng ta vui chơi cười nói, không có bất kỳ mối quan hệ huyết thống nào. Theo thời gian, tình cảm ấy có thể cũng sẽ phai nhạt dần, đôi khi có thể chấm dứt vì một mâu thuẫn nào đó. Bạn bè không thể lúc nào cũng ở bên giúp đỡ chúng ta. Người thực sự ở bên chúng ta lâu nhất, cùng chúng ta già đi, chỉ có một người duy nhất là người bạn đời của chúng ta mà thôi. Chung sống bên nhau từ khi còn trẻ về già, giúp đỡ dựa dẫm vào nhau, cùng nhau nuôi dạy con cái. Quãng thời gian hai người ở bên nhau này có lẽ cũng là dài nhất trong cuộc đời họ. Khi còn trẻ, ở bên yêu thương chăm sóc lẫn nhau, khi về già vẫn ở bên không rời. Chỉ đến khi già đi, con người ta mới thực sự hiểu rõ câu nói này. Câu nói mà khi còn trẻ ta không thể nào không hiểu được. Bố mẹ đã không còn nữa, con cái đều đã lập gia đình. Họ hàng thân thiết thì ở xa, bạn bè cũng mỗi người một nơi. Chỉ có vợ chồng sẽ luôn ở bên nhau. Người bạn đời ấy sẽ cùng chúng ta đi tản bộ, sẽ ở bên chăm sóc cho chúng ta. Hãy thật trân trọng người bạn đời của quý vị. Khi còn trẻ thì quý vị đối xử tốt với họ nên họ mới ở bên quý vị không rời. Khi còn trẻ quý vị đối xử chân thành với họ nên họ mới hết lòng yêu thương quý vị. Đừng đánh mất người vợ, người vẫn luôn yêu thương chúng ta nhất. Cũng đừng để mất đi người đàn ông yêu thương chúng ta nhất. Vì suy cho cùng, họ chính là người sẽ ở bên chúng ta lâu nhất trong cuộc đời này. Mỗi khi nhìn thấy những cụ ông cụ bà với mái tóc bạc rìu nhau đi bộ một cách tự nhiên, trong lòng ngẫm sử, tôi cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ. Họ đã cùng nhau trải qua bao sóng gió cuộc đời, nhưng vẫn như xưa, ở bên nhau không rời. Hãy trân trọng mối nhân duyên vợ chồng, bởi tu trăm năm mới đi chung một chiếc thuyền, tu nghìn năm mới nên duyên vợ chồng. Quý vị thân mến, nhiều người dù đã đến tuổi già nhưng vẫn thiếu ý thức hoạch định cuộc đời, cho rằng chỉ cần có vợ con là sống thoải mái yên ổn. Nhưng trên thực tế, trong những năm cuối đời, nếu không tự chuẩn bị cho mình ba đường lui trên từ sớm, rất có thể quý vị sẽ rơi vào cảnh trở tay không kịp, tiến thoái lưỡng nan. Chỉ bằng cách chuẩn bị tốt cho bản thân, quý vị mới có thể thực sự an hưởng tuổi già, tận hưởng quãng đời còn lại trong hòa bình và hạnh phúc. Và trong phần tiếp theo của chương trình, xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe câu chuyện vườn dừa của ngoại. Chiều, ông ngoại ra đứng ở bờ đất, hết nhìn cây dừa này đến cây dừa khác, nhìn từ gốc nhìn lên rồi chép miệng. Vườn dừa đã gắn bó với ông lúc tuổi thơ, tuổi thanh niên, và đến bây giờ, tuổi đã 70. Hồi chiến tranh, miệng pháo bạt đứt ngọn một cây dừa, ông vẫn giữ nguyên đó không đốn. Nhà lợp lá dừa, thân dừa làm cầu bắc qua rạch. Vật dụng xài trong nhà phần lớn làm từ cây dừa. Cây dừa là cuộc sống của ông ngoại, của người dân miệt này. Nhưng bây giờ, vườn dừa kia phải đốn bỏ. Quanh nhà ông ngoại là vườn dừa, là những bờ đất trồng dừa có mương nước hai bên. Vườn dừa rất mát vì tàu dừa che hết nắng, vì có gió thổi vào và mát vì những trái dừa cho nước trong khe, cho củi dừa mỏng mỏng, mềm mềm, vừa để lên miệng là muốn chui tọt vào trong. Vườn dừa là chỗ mấy đứa con trai, con gái trong xóm ra chơi, nhảy dây, đánh đáo, đánh đũa. Nhưng phía trên cao tuốt đọt dừa là chỗ ở của chuột. Bà ngoại nói, chuột phá quá, trí khôn tính sao đây ông? Ông ngoại cười nói, còn tính gì nữa, kêu con bà với con út tính. Nhà ông bà ngoại có dì ba, má thằng Nhơn và dì út, má thằng Nghĩa ở chung. Dì ba làm việc ngoài xã, dì út nội trợ, chồng dì ba làm việc ở tỉnh, chồng dì út ở Sài Gòn. Ông ngoại nói, kêu con ba, con út tính, ý nói giao việc cho hai thằng nhỏ là Nhơn và Nghĩa giải quyết đám chuột đang chiếm cứ đọt dừa. Mần thì mần lẹ đi, chuột ăn hết củ hủ bây giờ á, bà ngoại cằn nhằn. Tháng này mùa nắng, đồng khô đất cứng, không còn lúa má gì, chuột bỏ đồng vô vườn leo lên đọt dừa để đẻ con và ăn củ hủ dừa.
cây dừa nào có củ hủ thì nó gặm liền. Củ hủ là nguồn sinh lực của cây dừa, mất củ hủ cây dừa sẽ chết. Nhơn và Nghĩa nhận lệnh, lấy đầu nghề là một cây tre nhỏ và dài, một cái giỏ đệm. Buổi trưa, vườn dừa vắng vẻ, ông ngoại kêu Nhơn và Nghĩa ra vườn. Ông chỉ từng cây dừa nói, ông ngoại nghe tụi nó rúc rích hồi hôm, liệu có cả 7 con chứ không ít đâu. Nhưng ôm cây tre dài, lên cặp bên hông, tay phải giữ chặt, tay trái hướng đầu cây tre vào ngọn dừa, đặt đúng chỗ các nhánh tụ lại. Cây tre vô đúng vị trí rồi, Nhơn chọc mạnh, phá banh mấy nhánh lá bao phủ bên ngoài, rồi ngoáy thân tre trong tay. Trong đó có tiếng chuột kêu hốt hoảng, đầu cây tre va đập ngọn dừa loạt xoạt, loạt xoạt. Nghĩa nhanh chân bước đến dưới cây dừa, ngửa hai bàn tay áp vào nhau, chờ một con chuột lông vàng khẻ, mập ú, xuất xuống. Nghĩa chụp nó dễ dàng bỏ vào giỏ đệm. Giỏ đệm nằm dưới đất, ông ngoại bước tới đạp miệng giỏ giữ không cho nó chạy nữa. Con còn nhóc, ông ngoại nói. Lần này Nghĩa chụp chật vì con chuột phóng ra ngoài chứ không phải rớt tự do. Con chuột định phóng ra mương nước nhưng chưa đủ sức nên rớt ịch xuống đất. Cú rớt nặng làm con chuột sừng rừng nằm tê vài phút, đủ thời gian để Nghĩa nhảy tới tóm cổ nó bỏ vào giỏ đệm. Con chuột bụng bự chắc mới lót ổ chưa kịp đẻ thì bị động, phải liều mình mà nhảy. Con chuột có chừa ông ngoại ơi, Nghĩa cười khoe. Hèn chi nó mập quá chí luôn, ông ngoại dặn thằng Nghĩa, lát nữa lấy sâu chuối cho tía mày ngâm rượu. Dạ, Nghĩa dạ mà mắt hướng lên cao canh chừng lũ chuột. Nghĩa giống như cầu thủ khúc côn cầu thi đấu trên tivi, chụp là dính. Một con, hai con, ba con, bốn con. Cái giỏ đệm phình lên vì đám chuột lo nhoi trong đó. Nhơn, Nghĩa và ông ngoại giải quyết từng cây dừa có đọt dừa chuột đẻ. Rồi chuột mẹ rớt xuống, bỏ đám chuột con kêu lích nhích trên cao. Nhơn dừng tay, kêu vói lên, mẹ mày xuống rồi, tụi bay xuống luôn đi. Ha ha ha. Trận diệt chuột diễn ra 2 tiếng đồng hồ là hết mấy bờ đất. Khoảng 30 cây dừa được dọn, kết quả thu được 16 con chuột lông vàng mịn, có 5 con có chừa và 6 con chuột con đỏ hòn rớt xuống đất chết 2 con. Ông ngoại lại dặn, lấy sâu chuỗi. Sâu chuỗi là gì? Ở đây ai cũng biết, con nít cũng biết. Đó là cái bào thai chuột có hình sâu chuỗi trong suốt. Khi làm thịt con chuột có chừa, người ta dùng dao dọc bụng nó một cách khéo léo, lôi ra cái bào thai dài có nhiều nóng. Nhìn thấy trong mỗi nóng có một con chuột con đỏ hòn. Thả sâu chuỗi vô keo rượu mạnh, chỉ vài phút sâu chuỗi tái dần. Rượu ngâm sâu chuỗi 6 tháng thì uống được, bổ lắm. Đem qua nhà cậu Tư đi con, ông ngoại nói. Nhơn và Nghĩa cùng dạ rồi bỏ cây tre ở bờ dừa, xách giỏ mây đựng chuột qua nhà cậu Tư. Cậu Tư là em của má thằng Nhơn, anh của má thằng Nghĩa. Nhơn và Nghĩa qua kêu cậu Tư nói, có chuột nè cậu Tư. Ừ, cậu Tư mừng lắm. Hai đứa trở về vì không muốn chứng kiến cảnh cậu Tư làm thịt bầy chuột đồng ác lắm. Về đứng bên ông ngoại, Nhơn thấy ông ngoại buồn, biết vườn dừa hư nhiều do chuột. Ông ngoại rảo nhìn hàng dừa, nhìn mấy nhánh lá ngã màu, biết cây dừa đó sắp chết. Ông chép miệng, ăn tiêu củ hủ rồi, cây sống gì nổi, tụi chuột này thiệt là nhờn. Nói, mai còn thọt chuột nữa ông ngoại. Nghĩa phụ theo, mai còn bắt cả 10 thằng nữa là em. Ông ngoại trầm ngâm rồi nói, dừa nóng này mất giá quá trời. Ông ngoại tính đốn bớt để trồng thứ khác khác, sẵn lấy đất cho cậu Tư con trồng cây kiểng, ghép nhánh, vậy có lợi hơn. Chiều nước lớn ngoài sông chảy tràn vào mương dừa, gió nhiều hơn nên ngồi ở đây thấy mát. Đám con gái trong xóm kéo đến 2-3 đứa nhảy dây, 2-3 đứa đánh đũa. Nhơn và Nghĩa ngồi tuốt đằng xa, lòng buồn buồn không quan tâm đến trò chơi con gái. Ông ngoại nói, mai mốt đốn bỏ dừa đó. Nghĩa, Nhơn lớn hơn Nghĩa 3 tuổi, vai anh để ý thấy ông ngoại buồn khi nói ra điều đó. Nhơn cũng buồn vì dừa trồng quanh nhà cả 15 năm rồi, dừa như bạn của nó từ lúc nó lấm chấm bước đi. Đốn bỏ dừa, hai đứa nó sẽ buồn, bờ đất sẽ trống trải, sẽ nắng rồi không còn chỗ mấy đứa con gái đến chơi. Vài tháng sau, Nghĩa thấy trong xóm người ta đốn bỏ dừa. Bữa nay nhà này đốn một bờ vài chục cây, mai đốn thêm một bờ nữa, thân cây dừa bỏ gốc vườn lại bó lại trở ra vựa. Đốn xong tuy có dọn dẹp, nhưng cũng thấy bờ đất có phần trơ trụi. Rồi thì các chủ vườn dừa mướn xe ủi trong chợ ra bứng gốc dừa, dọn đất đào ao. Người ta nói bây giờ có phong trào nuôi tôm thẻ chân trắng, nuôi tôm có lợi hơn trồng dừa. Bán 10 trái dừa mua được mấy ký gạo, còn bán 1 ký tôm giá cả 100.000. Ông ngoại bàn với bà ngoại,
mình phải thức thời, không ôm cây dừa nữa, phải chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Thay vì trồng dừa, mình trồng bưởi da xanh. Bà ngoại nghe nói thì chịu, trồng bưởi, trồng cam gì cũng được, đừng bày đặt nuôi tôm thẻ. Mình có biết kỹ thuật gì đâu mà nuôi tôm. Chiều, ông ngoại ra đứng ở bờ đất, hết nhìn cây dừa này đến nhìn cây dừa khác, nhìn từ gốc nhìn lên rồi chép miệng. Vườn dừa đã gắn bó với ông lúc tuổi thơ, tuổi thanh niên, và đến bây giờ, tuổi đã 70. Hồi chiến tranh, miệng pháo bạt đứt ngọn một cây dừa, ông vẫn giữ nguyên đó không đốn. Nhà lợp lá dừa, thân dừa làm cầu bắc qua rạch, vật dụng xài trong nhà phần lớn làm từ cây dừa. Cây dừa là cuộc sống của ông ngoại, của người dân miệt này. Nhưng bây giờ, vườn dừa kia phải đốn bỏ. Cử chỉ của ông ngoại không qua mắt được thằng Nhơn. Nó biết ông ngoại buồn vì dừa mất giá, phải đốn để trồng thứ khác. Trước đây, trong vườn lúc bờ dừa sắp lão hóa thì đã có lớp dừa khác lớn lên. Nhơn thấy ông ngoại cho đốn dừa lớn tuổi rồi lại trồng dừa con tức thì. Chưa bao giờ ông ngoại đốn bỏ cây dừa đang sung sức. Mình phải thức thời con ạ. Ông ngoại nói với má thằng Nhơn, má thằng Nghĩa và cậu Tư của hai đứa về chuyện bỏ dừa trồng bưởi, trồng cam. Dì ba, má thằng Nhơn muốn giữ vườn dừa nên mở lời. Ba má có tiêu xài gì nhiều đâu mà làm kinh tế vườn chi cho cực, để dừa cho bóng mát có chỗ mấy đứa nhỏ chơi. Ông ngoại nghe rồi lắc đầu, ba má già rồi, ăn xài bao nhiêu, sắm sửa bao nhiêu, mấy chuyện đó các con lo cho ba má được. Ba má tính bỏ dừa trồng bưởi vì bây giờ dừa mất giá coi như thua rồi. Bưởi sẽ là cây trồng có giá trị. Nay mai ba má qua đời, hai thằng nhỏ này sẽ hưởng vườn cây có giá trị, chứ không phải hưởng vườn dừa có bóng mát, có chuột mà không có huê lợi gì hết. Nghe ba mình nói, dì ba, dì Út thấy bất ngờ và xúc động với tấm lòng của ông ngoại lo cho hai đứa cháu, lo rất xa, rất chu đáo. Ông ngoại nói, năm nay đốn vài bờ dừa chuyển qua trồng bưởi da xanh, năm sau sẽ đốn tiếp vài bờ nữa. Nhưng nhất định phải chừa lại kỷ niệm một bờ dừa tuốt sau vườn để có bóng mát và để Nhơn và Nghĩa lớn lên đi tỉnh học. Cuối tuần tụi nhỏ lại về vì chẳng xa xôi gì. Nay có cầu hàm luông bắc qua sông, đường xá rất tiện, cảnh vườn nhà thay đổi từ từ, chúng nó nhìn thấy được. Vài bờ đất ông ngoại đã đốn dừa cho trồng bưởi, vài bờ đất còn dừa còn bóng mát. Ông ngoại nói, năm sau làm. Ông ngoại có giao cậu Tư bờ đất cạnh nhà để trồng cây kiểng, ươm cây, ghép nhánh. Suốt sau vườn có một bờ đất với những thân dừa khá lớn nghiêng ra con rạch nhỏ. Ông ngoại nói, chỗ đó để dành cho ông ngoại bà ngoại. Nhơn biết ông ngoại để dành làm gì rồi và hiểu cây dừa hết sức thân thiết, gần gũi với ông. Ông ngoại muốn sau này, chưa biết là bao lâu, khi ông bà ngoại qua đời, sẽ được nằm ở góc vườn yên tĩnh đó với hàng dừa cho bóng mát quanh năm.